các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Ít Nhất TV. Và hôm nay sẽ là một ngày year end party của công ty của mình. Ủa anh nói tiền anh này thiệt á. Và hôm nay thì Nhi sẽ có một cái video là đi dự tiệc cuối năm của công ty. Và hôm nay Nhi gặp lại một người chị em rất là đáng tiếc của Nhi. 1 minute 37 seconds later. Đây, trước khi gặp người chị thân thiết đây là đây tìm MC nha. Được chứ mệt rồi mọi người ơi. Và hôm nay thì công ty là yêu cầu tất cả mọi người tham gia là phải mặc đồ màu đen, màu đỏ hoặc màu vàng. Riêng mình là quẻ. Em bên nào? Đây mình sẽ ngồi bàn này. Trời ơi, từ lúc đẻ xong bây giờ chị mới được đi chơi đó mấy đứa. Thực ra là có một buổi chị... không? Có một buổi nhưng mà không công khai thôi. Đi theo nhờ. Đi giải bạn. Ủa, lúc nào cũng buổi luôn á. Đây sân khấu nè. Một tí nữa thì Nhi sẽ cố gắng lên trên đó. Tại vì ba bàn phía trên là bàn của boss, còn dưới này mới là của creator. Đi ăn cổ về mất chỗ. Anh đi chụp hình anh mất chỗ. Đấy mày xuống hay quay đấy. em quay mà. Giả chỗ đây. Không không giả. Anh đi cái áo, anh đi cái áo. Mày ngồi đi là áo anh. Vào nghe. em không tới, em xin lỗi. Bùi trường con của mày này, mày này dẫm vào túi anh, mày này xúc phạm túi anh. Em chẳng con về, xin lỗi. Chị thi cũng ảo thuật luôn nha mọi người. Dạ ảo thuật. Giờ gom hai bàn đâu, bàn đâu. Mọi người có cảm thấy hôm nay staff ăn mặc dằn mặt hay là không? Mặc đúng dằn mặt hay là luôn. Lần sau chị em mình phải làm cái bài kiểu quest show mà. Tuy nhiên là chúng ta không thể làm điều đó một mình nếu như không có sự đóng góp của tất cả các bạn của tối ngày hôm nay. Một hai từ thôi chị, từ em cảm giác là mình đáng vui lại có đầy đủ công ty mình thì nghĩ là vui và hoành tráng. Vui phải nói chung tôi phải chân tay chân mình chọn em sẽ chọn chị Di. Chị Vân ơi, chị nhìn trên sân khấu chị có phân biệt được đâu là thành hình đâu là tóc không? Tao tức á, tao nhìn mà tao tức á. Người ta tức đen ngoài hết. Ở ngoài người ta nhìn mình, người ta không biết cái nào là talent đâu. Không biết ai talent đâu, ai tóc luôn. Để chị đi mua cái đầm. Cái đầm bây giờ có 180-200 hà. Mà lộng lẫy ha. Em thuê cái đầm. Thuê cái đầm dạ hội dài 8 mét ăn mặc cho nó dằn mặt tóc. Trò chơi mà công ty mình bày ra để chơi và nhận được một cái phần thưởng rất là hấp dẫn luôn. Đó là một cái sự gọi là dạ em đang quay vlog anh à. Anh quay gì em? Em tóc kia em giả banh cái len em bây giờ. Anh tôi này thì khá là dễ. Trò chơi này siêu hấp dẫn nha mọi người. Bây giờ tất cả mọi người trong khán phòng đã đứng lên. Tất cả mọi người đều đứng lên để tham gia trò chơi này. Đây là một cái trò chơi mình không tham gia cho nên mình cũng không có biết rõ. Nhưng mà trước cái buổi tiệc này đã có một thời gian trò chơi này làm náo động công ty mình. Bây giờ thì trên sân khấu đang diễn ra một chương trình bốc thăm trúng thưởng. Ở đây người ta sẽ random ra và chọn ra những con số may mắn nhất. Đây. Trước khi bước vào thì mọi người đều giải nhì là ấp một lát, giải ba là lớp một lát. Anh Minh trúng nè. Lâu si cường kido và biết min với duyên âm. Bây giờ đây là tiết mục của Gigi Long Si. Chị MC làm tụi mình giật mình mọi người ơi. Long Si.
please welcome Mr. Paul Chung, our CCO, to be on stage. This is the last one.